Cậu cạp mưu cào há chẳng đau, lòng lang dạ sói mới điên đầu. Tim gan chúng thiếu bạch cầu, mê mê tỉnh tỉnh lao đầu chúng sinh. Thế mới biết nhân sinh là thế. Vực thẳm sâu, quỷ kế càng sâu, chó nào mà chó cắn chẳng đau, người đâu mà cắn nhìn sau nát lòng. Tôi muốn giải thích hai câu rất là khó hiểu trong cái bài thơ này ha. Nhưng mà trước khi tôi giải thích đó, thì tôi muốn nói thêm một tí xíu nữa về cái tình trạng liên quan đến gia đình nhà bà cụ chói đối diện cái nhà tôi mướn gần nhà thím hộ đó. Thì tại vì đơn giản là sao? Tại vì bà cụ chói này qua cái câu chuyện mà bà cụ nói với tôi rồi muốn cảnh giác tôi liên quan đến mấy con chó này kia đó, thì tôi mới có hai cái câu thơ cuối cùng của bài thơ vừa rồi. Tôi viết ngay lúc đó, và như tôi đã giới thiệu là tôi mới viết trọn vẹn cái bài thơ vừa rồi theo cái thể gọi là song thất lục bát không? Song thất lục bát. Kết thúc là thêm 6 cái câu đầu, đó là mới có ngày hôm qua thôi. Thì đó là lần đầu tiên tôi giới thiệu bài thơ đó. Thì nói thêm về gia đình của bà cụ chói thì như tôi đã nói rồi, là một gia đình có thể nói là rất là ngoan đạo ha, theo cái dạng như là người Công giáo ngoan đạo, siêng năng đi nhà thờ, và gia đình có người đi tu, cha cụ gì đó tôi có nghe. Nhưng mà hiển nhiên tôi đã nói là không biết là cái vấn đề mà những cái lời dạy bảo của Chúa này kia thì bà ta học được bao nhiêu. Tại vì tôi muốn nói thêm là tại vì sao? Tại vì nói cho cùng đó, thì nói rất là thật là tôi nghe đâu đó thì tôi biết là gia đình cũng có nhiều vấn đề. Tôi cũng thấy là khá ư là, ít nhất là tôi nghe từ bên gia đình của thím hộ thì tôi biết là gia đình của bà cụ chói cũng có nhiều cái, nói chung là cũng không có phải là người, cũng gọi là không phải là người sống đạo tốt gì cho lắm. Đó, nó là như vậy. Cho nên tôi nói là, nhưng mà tôi muốn nói thêm là góc độ liên quan đến ông cha cơ. Tôi quên mất tên của ông rồi, nhưng mà đại khái là ông cha ở An Bình vào lúc đó. Thì ông cha này là một người khá đặc biệt là như thế này. Trước hết phải nói là ông ta về nhận giáo xứ của An Bình chỉ ngay sau khi tôi mới về Việt Nam, chắc hình như là đâu, hình như là không biết là 1-2 tháng gì đó, là nghe tin tức là có một ông cha mới. Với lý do là cha Hòa thì đã yếu lắm rồi, cho nên về hưu. Mà sau này thì tôi lại nghe nói là có những cái sự gì đó nó cũng không thuận cho lắm giữa bên phía cha Hòa và hội đồng giáo xứ. Rồi sau đó thì như là cha Hòa có một thời gian tôi có nghe là thậm chí là không có muốn nói chuyện với bất cứ một ai. Tôi có hỏi thêm là không biết là vì cha Hòa đó là không muốn nói chuyện hay là không có khả năng nói chuyện. Thì hình như là tôi nhớ là không biết là có phải thủy con thím hộ hay không, nhưng mà tôi nhớ có người giải thích cho tôi là nói như vậy, nhưng mà không có giải thích là cha Hòa không muốn nói chuyện hay là không có khả năng nói chuyện nữa. Thì tôi cũng không biết rõ, sau này tôi không muốn tìm hiểu thêm tại vì cũng rắc rối lắm. Nhưng mà đây tôi muốn nói đến cái ông cha mới lúc đó, đó là từ ở trên hình như giáo xứ Ngọc Lâm, Lâm Đồng gì đó đó. Mà cái giáo xứ đó là hình như là chị Huệ, con cô Sử đó, là sơ Huệ đó, cũng đã từng phục vụ một thời gian khá lâu trên đó. Thì nó như thế này, cái ông cha này thì nó có những cái mà nó cũng lạ lạ là tại sao? Tại vì không hiểu làm sao mà cái thằng rể mất dạy của con rể mất dạy của bà Thu đó là thằng Quốc á, thằng Quốc chồng của anh Thảo, thì lại có vẻ rất là thích ông cha này ha. Mà có nói với tôi cũng khá nhiều lần liên quan đến cái việc mà ông cha này hình như là từng là một linh mục ở Sài Gòn, ở cái khu chợ lớn, rồi
Mà theo cái cách của thằng Quốc nói chuyện thì tôi lại nghĩ cứ nghĩ là hình như là phải có bà con gì với nó cơ. Nhưng mà thực tế thì ông cha này là ông cha mà cái giọng thì là giọng người Bắc không, nhưng mà tôi nghĩ là không phải là giọng người Bắc Hà Nội giống như là giọng Hà Nội hay là Thái Bình như là giọng của tôi đây, mà ý là Bắc gọi là Bắc năm tư đó, chứ còn giọng Hà Nội bây giờ thì nói chung là họ nói nặng hơn tôi rất là nhiều, rất là nhiều. Tôi chỉ muốn nói là gì, là ông cha này cái cách nói chuyện thì tôi thấy ông giảng đó, thì tôi thấy là cái giọng nó không đặt là người miền Bắc Hà Nội hay là Bắc Thái Bình, mà nó đâu đó là nó vẫn bị lai cái giọng của người miền Trung thì phải. Cho nên tôi đã từng nghi ngờ là mà không biết là có bà con những thằng Quốc là người miền Trung hay không, cho nên tôi mới nói là tôi cũng cũng đặt ra vấn đề là thôi, nhưng mà tôi không dám xác nhận. Và đặc biệt ông cha này lại có cái vấn đề nữa, nó lạ lùng là như thế này. Khi tôi về đến Việt Nam lúc đó ở An Bình đó, thì lúc đó tôi Tú vẫn đang sống với lại vợ chồng thằng thằng Thành với lại anh Yến không, thì tôi nhớ là cứ lâu lâu thì tôi nói chung là nhớ lại cái thời thơ ấu đó, thì tôi ra bên phía Đài Đức Mẹ, rồi lúc đó tôi vẫn còn nhớ là còn sót lại đúng một cây phượng, còn sót lại đúng một cây phượng. Tôi thực sự đã nhớ đến thời thơ ấu, cho nên lâu lâu tôi vẫn ra ngồi ở Đài Đức Mẹ rồi ngồi cho nó mát dưới gốc cây phượng hay là cây diệp ta. Đại khái là cái cây đó thì tôi biết là ngay từ khi mà tôi học cấp 1 đó, là vẫn thường xuyên leo lên leo xuống cây đó chơi, nói thẳng là như vậy. Cho nên tôi với nói là tôi nhớ lại cái thời thơ ấu, cho nên lâu lâu tôi vẫn ra tôi ngồi đó. Thì không biết vì lý do gì không, mà sau này đó ông cha mới mới về nhận giáo xứ An Bình đó, ông cha đó lại ra lệnh như như là cắt cái cây đó xuống, tức là cắt cây có thể nói là một cái cây kỷ niệm cuối cùng của tôi đó. Cho nên tôi hơi ngạc nhiên. Thì ông ta cắt cái cây đó xuống, tôi nghe được tôi cũng bực lắm và tôi cũng buồn lắm, nhưng mà là không. Nhưng mà tôi bảo biết sao được bây giờ, thì thôi thì ông là cha mà, ông là cha, ông muốn làm gì ông làm, chứ tôi thì gọi là con, cho nên tôi đâu có dám nói gì thêm. Lúc đó thì thực sự là tôi không còn là người công giáo nữa, mà tôi vẫn nói vui với mọi người như vậy thôi. Thì ông là cha mà, ông là cha, ông muốn nói gì ông nói, ông muốn làm gì ông làm chứ. Cho nên thì nói tình ngay là tôi rất là buồn, nó thẳng là như vậy. Cho nên từ đó trở đi thì tôi lại không có ra ra Đài Đức Mẹ nữa, rồi hình như là sau này lại đổi. Hồi trước đó, là một bên là Đài Đức Mẹ, là bên kia là cái đền của ông Thánh Giuse, mà sau này không hiểu sao sau khi mà ông chặt cái cây đó đi, cưa cây đó đi xong đó, thì lại đổi lại cái bên tôi hay ngồi lại đổi lại là đền của ông Thánh Giuse, mà bên kia lại là Đài Đức Mẹ. Cho nên tôi với cũng khá là bực mình. Và tôi sau này tôi không ra, tôi đã khá là ngoài những cái ngày lễ rất là quan trọng thì tôi đi gọi là cho nó có thông công với lại những người công giáo ở trong ấp đó, thì tôi có đến nhà thờ thôi, chứ còn sau này tôi không ra tôi ngồi ở dưới Đài Đức Mẹ hay là đền ông Thánh Giuse như là tôi đã ngồi khi mà tôi mới về lại Việt Nam. Thì đó là một trong những cái chi tiết cũng khá là hay. Và đặc biệt có một chi tiết nữa mà tôi thấy là cũng khá ư là ghê rợn, mà khi mà tôi ăn bữa cơm với gia đình nhà cô Sử trong dịp Tết ngày mùng 2, tôi nhớ là ngày mùng 2. Cái Tết đầu thì không phải, cái hình như là cái đó là cái Tết thứ hai. Nó cứ như thế này. Cái Tết đầu tiên tôi về thì tôi vẫn nhớ là gia đình của cô Sử không treo cờ Cộng sản không. Và cái Tết thứ hai là cái Tết mà có treo cờ Cộng sản. Thì tôi vẫn vô bình thường thôi, tôi không có nhắc gì đến lá cờ đó hết. Và trong cái Tết thứ hai đó tôi nhớ là khi mà ăn cơm thì tôi nhớ là tôi có nói đến cái vấn đề mà nói chung luật phá thai của Mỹ, và tôi có thể nói là cực lực
Tôi còn thậm chí tôi nhớ là tôi gọi ông Obama lúc đó là tôi nói là một người dưới mắt của tôi đó. Và đến bây giờ tôi cũng vậy, tôi vẫn nói là lên tiếng mà cổ suý vấn đề mà phá thai như vậy đó thì tôi vẫn coi như là một tội phạm. Cả Obama lẫn như là Hillary Clinton đó. Thì tôi nói là tôi nói trong cái bữa cơm đó, rồi đặc biệt là ngay sau khi bữa cơm đó đó là tôi có về và đi lễ ngày mùng 2 ở ngoài cái nghĩa trang, là đó là cái truyền thống của cái giáo xứ, mà hình như là ngày mùng 2 là cái ngày mà ra làm lễ ngoài nghĩa trang để mà gọi là cái lễ cầu hồn cho mọi linh hồn ngoài đó đó. Thì tôi vẫn ra, tôi đứng ngay ở cái mộ của bà nội của tôi để mà đi lễ một cách nghiêm chỉnh, mặc đồ, nói chung mặc đồ quốc phục của Việt Nam đàng hoàng, áo dài khăn đóng. Và trong cái buổi lễ đó mà tôi rất là ngạc nhiên khi mà nghe ông cha nhắc lại những cái vấn đề mà tôi đã nói ngay trong buổi chiều hôm đó, trong bài giảng của ông ta đó, liên quan đến vấn đề phá thai đó. Cho nên tôi nói là không biết có phải là những người con của cô Sử là đã trực tiếp ngay trong sau khi mà tôi nói chuyện trong bữa cơm hôm đó đó, là đã trực tiếp nói lại với ông cha để mà cuối cùng ông cha có những cái lời liên quan đến thai nhi hay không thì tôi không dám nói.